bà con với lại chia sẻ giùm mọi người, bà con chia sẻ giùm. À, bây giờ chị cho năm chị họ tên gì? Em Phạm Thị Mỹ Chi. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 1988. À, quê ở đâu? Em ở Châu Thành, Bến Tre. Bây giờ em đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải là chuyện gì? Dạ, hôm nay em đến đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm giúp chồng em về để hai bên gia đình nói chuyện với nhau. Chồng là họ tên gì? Dạ, Nguyễn Tấn Lực. Sinh năm mấy? 1989. À, lý do sao chồng bỏ nhà đi? À, lý do thì em cũng không biết nữa, thì chồng em có làm ra một số nợ á. À. Rồi tự nhiên vậy thì gia đình em có tả nợ, rồi tự nhiên vậy cái ông đi luôn. Vâng, rồi ông làm gì mà mắc nợ? Em cũng không biết là ông làm gì, ông chơi gì luôn nữa. Ừ. Mà chỉ nghe nói là đụng xe chết người, rồi mẹ em bán đất. Hay anh xạo á, có đụng xe không? Dạ, cuối cùng điều tra ra là không có đụng xe. Chứ sao mình không lại xác minh mà tự đưa tiền? Dạ, lúc đó em có bầu, bụng em cũng lớn rồi nên em không có đi xác minh được. Ừ. Thì nghĩ là vợ chồng thì chắc không tới nỗi gạt nhau đâu, nhưng mà cuối cùng là gạt, nói là đụng xe chết người. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chồng đi đâu rồi? Dạ, lúc chồng em đi thì nói là đi làm để phụ trả nợ nuôi con. À. Rồi lúc mà em lên em nhờ anh Hải lần đầu á thì chồng em quay trở về rồi. À. Có nói là cho một cơ hội để mà nuôi con trả nợ, phụ với em trả nợ. À. Thì lúc đó về thì đi làm thì cũng có gửi tiền về. Ừ. Mà khoảng đây cách đây 3 tháng á, thì đi làm mà chặn Zalo, chặn cuộc gọi, chặn hết luôn, không có liên lạc với em. À. Lâu, thiệt là lâu mới gửi cho em được 2 triệu, mà trong khi đó là vay sổ ngân hàng, rồi mấy anh mấy chị với cha với mẹ cũng có mượn trong đó hết 30-40 triệu. Mấy cha mẹ ai? Dạ, cha mẹ chồng. Rồi. Dạ. Mình quen với chồng bao lâu mình cưới? Dạ, gần 1 năm, hai bên có đạo với nhau hết. À. Dạ, tụi em có đăng ký kết hôn. Rồi. Dạ. Rồi cưới về có mấy đứa con? Dạ, 2 người con. Rồi, hai người con trai. Rồi cưới được bao lâu rồi anh bỏ đi, anh làm đổ nợ? Dạ, được 4 năm. Ừ. Bữa nào là anh lậu nợ hả? Dạ, 4 năm là nói là mắc nợ vậy đó. Rồi mẹ em mới thấy là ở với nhau có con á. Ừ. Rồi mẹ em cũng thương, rồi mẹ em cho mượn đất bán để mà kiếm tiền để mà trả nợ. Trả xong rồi á, thì làm lợi từ đầu để nuôi con. Ừ. Thì không nghĩ là bị gạt như vậy. Rồi cha mẹ chồng cũng có mượn mẹ em nữa. Cha mẹ chồng thì mượn mẹ em hết 90. Rồi anh chị thứ ba ở ngoài Vũng Tàu á, thì mượn 150 triệu mua xe tải. À. Còn người chị thứ hai á thì kêu em vay sổ hồng. À. Rồi em vay 100 triệu em đưa cho chị hai. Thì vợ chồng chỉ làm bên cây nước á, mà hai vợ chồng đều làm hết mà. Ừ. Mà nỡ lòng nào mà giật em vậy? Có mình em mà bây giờ mình em vừa nuôi con vừa tá nợ. Rồi chồng đi ngày mấy tháng mấy? Chồng em đi hồi cũng lâu lắm rồi. Đi là lâu là bao lâu? Dạ, hồi lần trước đi thì 1 năm mấy em mới lên, em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm á. Dạ. Thì chồng em về. Dạ. Rồi bây giờ là cỡ 3 tháng nay á là không có liên lạc về. Có nào chồng đi theo ai không? Dạ, cái đó thì em cũng không biết là có theo ai hay không nữa, tại vì ông đi em không liên lạc về. Mà em có vô em hỏi bên gia đình chồng á thì nói là chồng mày kiếm, chồng mày lo. Vâng. Dạ. Rồi có bị ai quấy rấy, quấy rối, đánh này kia, dí này kia không? Dạ, thì lúc đó mẹ em, với chị dâu em có vô hỏi là không thấy ông Lực thì coi em có vô em hỏi. Ừ. Thì cha với mẹ thì có nói là chồng mày bị kiếm, chồng mày lo. À. Thì em có nói là cha với mẹ là cha mẹ của ổng, mà sao cha với mẹ nói vậy? À. Cha với mẹ không có trách nhiệm hay sao? Rồi cha chồng em mới giác cha qua dí em, rồi đâm em á. À. Rồi từ đó tới sau là em không có vô nữa. Rồi hai bên gia đình cũng không có nói chuyện với nhau. Rồi là thiếu cha chồng, thiếu mẹ chồng nhiêu tiền? Cha mẹ chồng thiếu mẹ em á là 90 triệu. Thiếu lâu chưa? Dạ, thiếu lâu lắm rồi, cỡ 3 năm nay rồi. Rồi dạ. Không có trả hả? Dạ, không có trả. Có viết giấy nợ chưa? Dạ, xu gia, hai bên xu gia thì không có viết giấy nợ. Ừ. Dạ. Đưa rồi có ai làm chứng không? Dạ không luôn, chỉ có chồng em là người làm chứng thôi. Bây giờ chồng em đi rồi. Thì anh thấy kiểu này là ở với chồng mà gì hai mặt công, mà ông chồng
bỏ đi năm mấy nay là thấy ông chồng không được rồi. Dạ rồi, rồi hai rồi em tự nuôi con em làm gì em làm chứ cũng không có ai phụ với em mà cho con em sửa sùng hay gì, ông bà nội cũng không tới thăm luôn, chỉ có mình em thôi, vừa nợ vừa con vừa cái đổ hết lên đầu em luôn. Trước đó nói chung là trước đó là đám cưới là chồng làm người gì? Dạ chồng em đi Mân Hồ. Mân Hồ à? Dạ. Mân Hồ là phụ hồ hay là thợ hồ? Dạ là... phụ hồ. Trong nghề nghiệp trong mà quen chi ở chi mà giật khẩu. Dạ. Vì giờ em còn thương chồng không? Dạ bây giờ em hết rồi, em không còn thương nữa nên là bây giờ em nhờ mọi người chia sẻ giúp giùm em để chồng em về, để mà hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện với nhau. Rồi xong xuôi rồi á, viết giấy đi gì cũng được nữa. Em tự nuôi con nhưng mà nợ nần á, thì ổng phải đi làm ổng gửi tiền về cho em đóng lãi đóng lời rồi chứ sao ổng bỏ vậy. Từ lúc quen với ảnh rồi ảnh phá nhà em hết nhiêu tiền gia đình em? Dạ nhà mẹ em bán hai công đất là 800 mấy à. Rồi thêm sổ hồng trong ngân hàng à. Dạ chắc cũng 800 mấy 900 anh. Còn sao mình dạ. Mình cưới này là kề là cưới chồng cho em rồi, mất cưới chồng là mất hết gần 900 triệu. Dạ mất hai công đất của gia đình em luôn. À. Sao mình quen mình phải tìm hiểu kỹ cái anh này có lo cuộc sống của mình được không? Sao mình không phải tìm hiểu kỹ? Thì hồi quen thì thấy ông cũng hiền. Hiền. Dạ tới chừng mà cưới rồi thì về sống với nhau mới biết được. Biết là ông thấy ông hiền quen không? Dạ hồi mới thì hiền. Nhưng mà sau này thì không biết chơi bởi gì mà về nói là đụng xe chết người á, bắt xin mẹ mượn mẹ, nói là mượn thôi chứ không phải là xin mượn mẹ. Anh là họ tên gì? Dạ Nguyễn Tấn Lực. Anh sinh năm mấy? Dạ 1989. Anh sinh 1989 phải không? Dạ. Rồi anh thì giờ anh đi đâu biết không? Hướng nào biết không? Dạ không, hồi mới về thì có điện thoại Zalo á. Rồi. Dạ cho mấy đứa nhỏ thì nói là đi làm ở dưới thành phố á. Rồi sao bẵng thời gian thì giờ không có điện Zalo, cũng chặn Zalo em, gửi số điện thoại cũng giục sim luôn thì em cũng không biết. Dạ lâu lâu vậy thì gửi về 2 triệu cho mấy đứa nhỏ. Dạ bà con có lỗi chia sẻ cho mọi người thấy chồng chỉ đầu điện thoại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải qua số điện thoại 0913 785 858. Bà con cô bác Zalo 0913 785 858. Hiện nay nhiều người lấy Facebook Zalo lấy hình ảnh hiệp sĩ Vinh Hải giả để lừa đảo người dân, nên mọi người có mọi người điện thoại trực tiếp rồi bà con điện thoại trực tiếp ha, hiệp sĩ Vinh Hải đây là giúp dân giúp miễn phí giúp đỡ người, bà con cứ điện thoại 0913 785 858, Zalo 0913 785 858. Bà còn muốn gì lại gặp người thật việc thật, không có nghe lời bọn xấu trên mạng xã hội. Bọn xấu trên mạng xã hội nay là nó lừa đảo dữ lắm ha. Bà con giúp dân giúp miễn phí ha. Bà con chia sẻ giùm, bà con đòi ơn chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm, cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên. Bây giờ em có cho anh đăng clip này lên các trên mạng xã hội không? Dạ. Cho phải không? Dạ. Rồi bây giờ em có đòi lời phiên cho chồng về để muốn gì nói thật với chồng, nói thẳng với chồng nghe đi, nói đi. Dạ bây giờ em lên đây em nhờ đội hiệp sĩ á, giúp giùm em. Chồng bây giờ chồng em đi làm ở đâu á, thì gọi điện về, còn không thì về để hai bên gia đình á, cha với mẹ anh chị chồng á, về để hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện bạn bạc với nhau nợ nần đồ. Chứ bây giờ một mình em lo không có nổi, nuôi hai đứa con là em đã đủ rồi, bây giờ ôm thêm một mớ nợ nữa mà nợ đó em không có làm. Thì bây giờ cha với mẹ anh với chị có mượn số tiền á thì xin tả lại giúp giùm cho gia đình em, để mẹ em á đem tiền vô ngân hàng, tả ngân hàng để đem sổ đồ về, chứ mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Dạ em cảm ơn. Rồi cảm ơn mọi người hãy chia sẻ. Có thấy ảnh đầu điện thoại cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải qua số điện thoại 0913 785 858, Zalo 0913 785 858. Cảm ơn mọi người, cảm ơn.